Bốn siêu anh hùng sống trong ngôi làng Baby Birds, họ là Kiki, Miu Miu, Momo, Momo. Một ngày nọ, những vị vua ác độc bỗng dưng xuất hiện và có ý đồ phá hủy ngôi làng Baby Birds. Những siêu anh hùng dũng cảm sử dụng sức mạnh siêu nhiên của họ để chiến đấu chống lại các vị vua ác độc và giữ gìn sự yên bình của ngôi làng Baby Birds. Xin chào, tôi là siêu anh hùng Kiki, tôi luôn luôn sẵn sàng đánh bại các vị vua ác độc. Bíp bíp. Ơi siêu anh hùng, bóng ma đã giam giữ tôi trong lâu đài bầu trời, làm ơn hãy cứu tôi. Baby Birds, siêu anh hùng Kiki đang khởi hành. Vuốt lên khi bạn gặp một chướng ngại vật để giúp siêu anh hùng của bạn nhảy qua. Chú ý, bạn đã đi vào vương quốc của những vị vua ác độc, chuẩn bị chiến đấu. Baby Birds, năng lượng bay, bay lên bầu trời. Hay da da, bám qua cầu lửa. Vùng đỏ là nơi vị vua ác độc tấn công, vuốt để né tránh. Baby Birds dùng năng lượng tấn công. Hay da da, tấn công bằng là gì? Baby Birds dùng năng lượng tấn công. Hay da da, tán hình. Giờ ngươi có thấy ta không? Ôi không, siêu anh hùng của bạn đã bị vị vua ác độc đánh trúng. Hãy đi thu thập thêm năng lượng bay để tiếp tục chiến đấu. Baby Birds dùng năng lượng tấn công. Tôi là siêu anh hùng Kiki và tôi bất khả chiến bại. Baby Birds dùng năng lượng tấn công. Cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Tôi muốn gia nhập cùng các bạn để đánh bại các vị vua ác độc. Chào mừng bạn gia nhập Liên minh Baby Birds. Tôi là siêu anh hùng Miu Miu. Tôi có thể tạo ra một màn trắng bằng cách sử dụng kiến thức của mình. Làm ơn hãy cứu tôi. Có một con bạch tuộc kinh khủng tại nơi đây, trong thị trấn dưới nước. Chào một siêu anh hùng để làm đội trưởng biệt đội của bạn. Tôi là siêu anh hùng Miu Miu. Tôi có thể tạo ra một màn trắng bằng cách sử dụng kiến thức của mình. Baby Birds, biệt đội siêu anh hùng đang khởi hành. Yeah.
ý, chú ý, bạn đã đi vào vương quốc của nhân viên vua ác độc. Chuẩn bị chiến đấu. Baby Bird nắng đường bay, bay lên bầu trời. Hay da da, tấn công bằng vỏ. Vùng đỏ là nơi vì vua ác độc tấn công, vuốt để né tránh. Baby Bird tấn công bằng trí lực. Baby Bird tấn công bằng trí lực. Hey ya ya, nổ bóng bóng. Ôi không, siêu anh hùng của bạn đã bị vị vua ác độc đánh trúng. Hãy đi thu thập thêm năng lượng bay để tiếp tục chiến đấu. Hey ya ya, nổ bóng bóng. Baby Bird tấn công bằng trí lực. Ha ha ha, bây giờ người đã nếm mùi sức mạnh của ta rồi đấy. Baby Bird, Baby Bird dùng năng lượng tấn công bằng trí lực.